Triệu Lộ Tư sẽ là bà ngoại quan hiểu đồng trong Ngõ Nhỏ, mang ra chấp tầm ảnh hưởng quyết liệt. Mới đây, bộ phim Ngõ Nhỏ đã được giới thiệu trong triển lãm phim ảnh Giao Xuân 2021. Phim quy tụ ba nữ diễn viên là Triệu Lộ Tư, Thái Văn Tịnh và Quan Hiểu Đồng, ba người thủ vai ba thế hệ trong một gia đình. Triệu Lộ Tư thủ vai Điền Táo, một cô gái ở thập niên 70. Thái Văn Tịnh đóng vai Hiểu Mẫn là đời thứ hai ở giai đoạn thập niên 90. Và Quan Hiểu Đồng là Lâm Duyệt, thế hệ thứ ba sống ở thời hiện đại. Xét theo vai vế, Triệu Lộ Tư sẽ là bà ngoại của Quan Hiểu Đồng. Dựa vào thứ tự giới thiệu, Triệu Lộ Tư được gọi tên đầu tiên. Điều này vô tình làm nảy sinh tranh cãi. Triệu Lộ Tư được xếp phiên vị cao hơn Quan Hiểu Đồng, khiến cư dân mạng tranh cãi quyết liệt. Tuy nhiên, một số người cho rằng vì đây là ba câu chuyện nối tiếp, cả ba người sẽ được xếp ngang phiên. Bộ phim xoay quanh quá trình thay đổi của một khu phố nhỏ với những biến cố theo các cột mốc lịch sử cùng sự trưởng thành của những cư dân tại đây. Phim lấy bối cảnh một ngõ nhỏ tại Bắc Kinh. Hiện chưa rõ Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng đảm nhận nhân vật gì. Với thể loại tâm lý xã hội, bộ phim này sẽ là thử thách diễn xuất cho Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng. Cả hai đều là gương mặt thần tượng trẻ, chỉ quen thuộc với các phim tình cảm lãng mạn, không yêu cầu cao về diễn xuất. Chính vì vậy, khán giả tò mò không biết mà kết hợp giữa Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng sẽ đi đâu về đâu khi cả hai đều từng bị chê diễn xuất hơi hợt, thiếu chiều sâu. Các phim hai nữ chính thường kén khán giả và khó có thể thành công như các phim truyền thể đam mỹ. Cuối năm 2020, Lưu Kim Tuế Nguyệt của hai tiểu hoa đáng Lưu Thi Thi, Nghê Ni gây thất vọng khi phát sóng vì nội dung và diễn xuất kém hấp dẫn, không thu hút được khán giả. Mới đây, Dimitri của Lý Nhất Nông, Kim Thân cũng chìm nghỉm. Tuy nhiên, việc được góp mặt trong các bộ phim có chất lượng kịch bản tốt, đầu tư lớn cũng là một cách nâng tầm vị thế cho các nữ diễn viên. Như Triệu Lộ Tư đang rất nổi tiếng nhưng không được đánh giá cao về diễn xuất, nhân vật có chiều sâu sẽ giúp diễn xuất của cô tiến bộ. Quan Hiểu Đồng cũng từng thử sức với bộ phim 20 Bất Hoạt với một vai phụ nhưng lại bộc lộ được diễn xuất tâm lý. Một điều nữa khiến khán giả lo ngại cho màn hợp tác giữa Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng là tranh chấp tầm ảnh hưởng trong phim. Bình luận của cư dân mạng: nếu Triệu Lộ Tư áp phim được Quan Hiểu Đồng thì bình thường mà, thực tính của Triệu Lộ Tư hơn Quan Hiểu Đồng nhiều. Giải thưởng cũng chỉ là giải thưởng, làm phim thì phải tính tới lợi nhuận chứ có phải làm chơi đâu. Chưa kể diễn xuất của Triệu Lộ Tư cũng thấy hơn Quan Hiểu Đồng mà. Thấy phim Trường Cao Hành của cô ấy diễn hay quá trời, cảnh nào khóc cũng dạt dào cảm xúc. Còn cô Quan thì diễn lúc lên lúc xuống không ổn định. Thực tích nào của cô Triệu hơn cô Đồng lôi ra đây thử xem nào, dựa vào mấy cái web drama tính vào thực tích hả? Phim chiếu đài vẫn có giá hơn phim chiếu mạng chứ cô Tư làm gì có phim nào chiếu đài. Vì cô Tư thập niên 70, Thái Văn Tịnh thập niên 90, cô Đồng hiện đại nên được giới thiệu theo giai đoạn thời gian, không phải diễn xuất đỉnh nên áp phiên được. Nói thế, diễn xuất cô Tư còn hơn cả Thái Văn Tịnh à. Thực tích, cô Đồng có đạp thác xa, phim chính kịch, đồ bàn 8.0 rating phá 1, không biết lúc đấy cô Tư đang ở đâu. Cả hai đều là gương mặt trẻ thu hút lượng fan đông đảo hiện nay, nên việc vai diễn của ai quan trọng hơn trong phim rất có thể sẽ tạo ra một cuộc chiến khác trên mạng. Điều này sẽ khiến hội đồng bị cuốn vào những ồn ào không đáng có.